Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, vừa qua Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ thành lập đoàn liên ngành để xử lý dứt điểm vi phạm của một số doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt trạm bê tông trên diện tích đất thuộc phạm vi hành lang thoát lũ sông Luộc và gây ô nhiễm môi trường. Người dân thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ đang rất bức xúc khi lượng bụi mịn từ đất đá do hoạt động của các công ty đang sản xuất gạch, bê tông tươi và bến cát trên địa bàn tạo ra. Bà Xuyên ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ cho biết không làm thế nào để hạn chế được bụi. Mảnh sân trước cửa nhà vừa quét xong lại có thể phủ một lớp bụi mới khi có xe chạy qua. Các công trình chạm trộn, bến bãi, ô tô đi lại, bụi bặm gia đình nhà tôi ở đây khổ lắm. Suốt ngày phải dọn cát, còn đường xã này đi rất là khổ. Hải Triều và Tiện Phiến là hai xã có hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng sôi động nhất huyện Tiên Lữ do được quy hoạch phát triển bến thủy nội địa trên sông Luộc. Tuy nhiên, qua rà soát tại hai địa phương này, thời gian qua có hai doanh nghiệp sản xuất bê tông vi phạm hành lang đê là trạm bê tông Triều Dương và trạm bê tông nhựa đường thuộc công ty cổ phần đường bộ Hưng Yên. Lãnh đạo hai địa phương này cho biết, hàng năm vẫn cử cán bộ xuống nhắc nhở việc chấp hành quy định về sử dụng đất đúng mục đích và đã xử phạt doanh nghiệp do tập kết vật liệu trong mùa mưa bão. Trạm trộn bê tông chúng tôi cũng tưởng là cái dự án này là dự án của tỉnh, cái này là chúng tôi nắm chưa được chắc. Đại diện hai cơ quan quản lý đê và quản lý đất nông nghiệp của huyện Tiên Lữ cho biết, đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định đình chỉ hoạt động, yêu cầu trả lại nguyên trạng vi phạm luật đê điều đối với hai trạm bê tông nêu trên. Và hai xã Thiện Phiến, Hải Triều đã tiến hành lập biên bản xử phạt các vi phạm, xử lý ngăn chặn các vi phạm và xử lý nghiêm các bến bãi vi phạm về luật đê điều. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cái việc lắp đặt hoạt động của các trạm trộn trên địa bàn huyện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty có hành vi vi phạm. Ngày 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ đã hoàn thành việc kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tuyên truyền các đơn vị tự động tháo dỡ công trình vi phạm. Đến nay, công ty cổ phần bê tông Triều Dương đã tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, công ty cổ phần đường bộ Hưng Yên vẫn chưa tháo máy móc trên phạm vi hành lang thoát lũ của trạm bơm Triều Dương. Điều này không chỉ vi phạm kế hoạch số 93A của tỉnh mà còn tạo dư luận bức xúc trong nhân dân và các doanh nghiệp đã tháo dỡ công trình vi phạm, chấp hành quy định của pháp luật.